Xin chào các bạn. Mỗi dịp lễ Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam chúng ta thì có một cái văn hóa rất là hay, đó là văn hóa lì xì. Các em nhỏ sẽ được nhận những phong bao lì xì từ người lớn với những lời chúc là thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn. Và với cái khoản tiền mà theo thống kê thì với những trẻ em ở thành phố thì trung bình mỗi một trẻ thì sẽ nhận được cái những cái khoản lì xì tương đối lớn, hơn 1 triệu. Thì nếu như có sự định hướng từ cha mẹ thì những cái khoản tiền từ việc lì xì đó sẽ chi tiêu rất là hợp lý, và bên cạnh đó là sẽ dạy cho con mình một cái cách sử dụng tài chính có hợp lý và có trách nhiệm. Thì hôm nay Trang sẽ mách nhỏ cho các bậc cha mẹ một số những cái mẹo để làm sao mà giúp các bé có thể quản lý được những cái tiền lì xì của mình, và thấy là rất là có ích cho cái cuộc sống của các bé. Thì đầu tiên là khi có tiền lì xì thì cha mẹ hãy định hướng cho các con của mình chi tiêu có mục đích. Đó là gì? Cái khoản lì xì này, lì xì của năm nay thì con hãy sử dụng cái tiền đó vào, một là mua dụng cụ học tập này, mua đồ chơi, mua những cái trò chơi giải trí chẳng hạn, hoặc là sử dụng vào mục đích là để tiết kiệm. Thì khi mà định hướng như thế thì những cái khoản chi tiêu nó sẽ rõ ràng hơn. Bên cạnh đó là có thể là các bé sẽ sử dụng cái tiền được lì xì một phần vào những cái quỹ từ thiện. Thì cha mẹ hãy đưa những cái hoàn cảnh, những cái bạn mà kém may mắn hơn con mình đang có cuộc sống vất vả, khổ cực, thì để giúp cho con bạn dùng một số tiền lì xì, một phần tiền lì xì đó để tặng lại cho cái bạn đó, và giúp cho con mình thấy là mình thật là may mắn khi có một cái hoàn cảnh tốt hơn bạn. Và bên cạnh đó là giáo dục con là biết trân trọng những gì mình đang có này, và bên cạnh đó là biết thông cảm cho người khác, thì nó giúp cho cái sự hình thành nhân cách của trẻ rất là tốt. Ngoài ra thì khi mà đi du lịch với gia đình sau qua năm thì gia đình có thể có những chuyến du lịch cùng với nhau, thì hãy nói với trẻ là con hãy đóng góp một phần cái chi phí của cái chuyến du lịch đó bằng cái tiền lì xì của con. Ngoài ra chúng ta hãy nghiêm khắc với trẻ, tức là khi mà trẻ sử dụng cái đồng tiền sau khi mà đã định hướng, đã được hướng dẫn rất là kỹ về những cái cách chi tiêu, là con nên dùng cái khoản chi tiêu này làm sao cho hợp lý cho khoản này khoản kia, để mà những cái nhu cầu của con nó được đáp ứng với cái số tiền lì xì đó, thì trẻ không nghe lời và trẻ tiêu một cách vung tay quá chán. Thì chúng ta khi đó thì trẻ cần tiền, trẻ lại xin cha mẹ là hãy đáp ứng cái nhu cầu của con á, thì lúc đó thì chúng ta hãy nghiêm khắc là từ chối cái lời đề nghị của trẻ, và giải thích cặn kẽ với trẻ là con đã làm mất cái cơ hội mà mình có được sử dụng cái đồng tiền lì xì vào cái việc này, nhưng con đã tiêu xài nó không có đúng mục đích vào cái việc khác, nên là bây giờ con sẽ không được mua, hoặc là không được có được cái mà con cần ở cái thời điểm này. Thì đây là một cái bài học mà giúp cho con sau này hãy nhớ là chi tiêu hãy có kế hoạch và có mục đích. Có một điều cuối cùng đó là rất nhiều người thắc mắc là có nên giữ tiền lì xì của con hay không. Thì thật ra là khi mà cha mẹ muốn giữ tiền lì xì của con thì các cha mẹ hãy hỏi ý kiến của trẻ là mình là người giữ hộ
Và khi cái việc mà chi tiêu á, thì sẽ là thỏa thuận, mình chỉ là người giữ thôi. Và nếu như trẻ đồng ý là cha mẹ là người giữ hộ thì chúng ta hãy cầm tiền lì xì của trẻ. Còn nếu trẻ không đồng ý chúng ta là người giữ hộ cho trẻ mà chúng ta bắt buộc trẻ phải đưa cho mình thì trẻ cũng đưa, nhưng sau đó với những cái nhu cầu của trẻ thích cái nọ cái kia thì trẻ sẽ lén lút sau lưng của mình, trẻ sẽ lấy tiền ở chỗ nào đó của mình và sẽ đi mua với những cái nhu cầu mà trẻ thấy là cần, rất là cần thiết mà không có được cái sự bàn bạc và định hướng của mình. Do đó là sẽ không tốt cho cái việc định hướng của con, và con sẽ không học được cái bài học về quản lý tài chính đầu đời. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của Trang trên đây sẽ giúp cho các mẹ, cha mẹ có được cái kinh nghiệm nhất định để xử lý cái tiền lì xì làm sao cho gia đình vui vẻ với cái khoản tiền lì xì đó. Và chúc mọi người năm mới hạnh phúc và bình an ạ. Xin chào.